gửi đến quý vị và các bạn, hồi ký khúc trắng ca thành cổ Quảng Trị, câu chuyện của những người lính tham gia trong cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm trên thành cổ Quảng Trị. Trung tướng Lê Tự Đồng, nguyên phó chính ủy mặt trận B5. Đã 30 năm trôi qua, trí nhớ không còn nguyên vẹn, nhưng các sự kiện lớn thì tôi không thể nào quên. Còn nhớ ý đồ tiến công giải phóng Trị Thiên của cấp trên giao cho mặt trận B5 rất nặng, vừa phải phối hợp với các chiến trường toàn miền Nam vừa phải gắn bó mật thiết với địa phương, vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị cho mặt trận đấu tranh ngoại giao. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh mặt trận B5 phải xây dựng kế hoạch rất cụ thể, tỉ mỉ để trình lên Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh phê duyệt. Kế hoạch được thông qua. Sáng ngày 30 tháng 3 năm 1972, chiến dịch bắt đầu nổ súng. Chỉ mấy ngày đầu, quân ta đã đập tan tuyến phòng ngự vòng ngoài rất kiên cố của đối phương được xây dựng và củng cố hàng chục năm. Ta đã giải phóng hai huyện Cam lộ Do Linh và buộc trung đoàn 56 của đối phương ở điểm cao 241 phải đầu hàng. Ngày 27 tháng 4 năm 1972 ta mở tiếp cuộc tiến công. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1972 ta làm chủ Đông Hà Ái Tử và thị xã Quảng Trị. Ngày mùng 2 tháng 5 năm 1972 ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị. Tàn quân đối phương tháo chạy về bờ Nam sông Mỹ Chánh, quân ta truy kích đến bờ Bắc sông Mỹ Chánh, thì ta cũng đuối sức, không có lực lượng dự bị nên quân ta dừng lại ở phía bắc sông. Ngày 20 tháng 6 năm 1972, ta mở tiếp đợt tấn công lần thứ ba, nhưng tình hình lúc đó đã khác, thế và lực của ta không mạnh, thời cơ cũng đã qua, nên đợt tấn công này không đạt kết quả. Qua hai đợt tấn công, quân ta đã giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị trong điều kiện phi pháo rất ác liệt. Quân Mỹ rút đi rồi, nhưng máy bay, pháo binh, kể cả pháo hạm vẫn ở yểm trợ cho quân Ngụy sau khi củng cố và bổ sung lực lượng, ngày 28 tháng 6 năm 1972, đối phương mở cuộc phản kích lớn, ta đánh trả. Sau 81 ngày đêm chiến đấu cực kỳ quyết liệt, đối phương chiếm lại được huyện Hải Lăng và 6 xã thuộc huyện Triệu Phong và thành cổ Quảng Trị. Mãi đến chiến dịch xuân năm 1975, ta mới giải phóng nốt phần đất nói trên. Trong chiến dịch tấn công giải phóng Quảng Trị, ta đã dáng một đoàn trí tử vào chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ lần đầu tiên ta mở chiến dịch binh chủng hợp đồng quy mô lớn. Thắng lợi giòn giá, ta giải phóng một vùng đất khá rộng, làm cho địch bị thiệt hại nặng nề. Quảng Trị được giải phóng trước toàn quốc 3 năm, thế nhưng Quảng Trị là một trong những nơi bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất. Sau khi được giải phóng, Quảng Trị đúng là một bãi chiến trường, đất đai bị cày sới, chỉ thấy một màu đỏ trói trang, không còn một ngọn cây nguyên vẹn tôi được may mắn trở lại vùng đất này hồi tháng 12 năm 2001. Đông Hà này là tỉnh lị mới của Quảng Trị, có chợ mới xây lại, bộ mặt của tỉnh thêm vui tươi. Tỉnh có hai nghĩa trang lớn, nghĩa trang Trường Sơn và nghĩa trang Đường Chín là nơi để nhân dân tỏ lòng biết ơn đối với các Việt sĩ. Đó là điều đáng trân trọng. Đồng bào cả nước, đặc biệt đồng bào các tỉnh phía Bắc, thường xuyên lui tới hai nghĩa trang này. Tận mắt nhìn thấy sự thay đổi ở vùng đất này mà lòng tôi rộn niềm tin mong sao những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của núi rừng trùng điệp này cũng có sự đổi mới. Như vậy thì còn gì vui sướng hơn. Trung tướng Sùng Lãm, Nguyên sư trưởng sư đoàn 320B Thị xã và thành cổ Quảng Trị nằm bên bờ phía đông sông Thạch Hãn tiếp giáp hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng, diện tích khoảng 4 km vuông. Năm 1972, toàn thị xã có khoảng 14.000 dân đã được sơ tán. Đứng về mặt quân sự, đây chỉ là một mục tiêu có tính chiến thuật nhưng để phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu trực tiếp của cuộc đấu tranh ngoại giao lúc đó, thì địa danh này trở thành trọng điểm rất quan trọng. Tối ngày 26 tháng 6 năm 1972, đồng chí Hải Như, thăm mưu trưởng Trung đoàn 48, đến sở chỉ huy báo cáo với Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320B về tình hình đơn vị. Tôi và chính ủy Nguyễn Duy Tường ra lệnh sơ bộ cho Trung đoàn phải khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng vào chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị. Quán triệt quyết tâm của quân ủy Trung ương, giữ vững Quảng Trị, đánh bại cuộc hành quân của địch. Bộ Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên chủ trương tăng cường và chi viện cho lực lượng giữ thị xã Quảng Trị, đồng thời liên tục tổ chức những trận phản kích từ hai bên sườn, chủ yếu là từ hướng Tây, từng bước đánh bại ý đồ chiếm lại thị xã của đối phương. 22 giờ ngày 30 tháng 6, Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Mặt trận Trị Thiên giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320B cùng tỉnh đội Quảng Trị tổ chức bảo vệ khu vực La Vàng, tích tường nhà ga, ngã ba long hưng, chi biêu, dùng vật cản kết hợp hòa lực, tổ chức chiến đấu chặt chẽ, kiên quyết không để đối phương tiến vào thị xã. Tình hình quân số, vũ khí của ta bị tiêu hao trong chiến đấu chưa được bổ sung có ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Ngày 1 tháng 7, toàn trung đoàn chuyển gấp vào phòng ngự theo phương án tác chiến. Tiểu đoàn 3 tăng cường đảm nhiệm phòng ngự hướng chủ yếu, tổ chức cụm chốt ở khu vực Lao Vang, cầu thượng xá trên trục đường một Đông Nam thị xã tiểu đoàn một tăng cường, đảm nhiệm phòng ngự hướng thứ yếu, tổ chức cụm chốt ở các thôn An Thái, Chi Biêu, Quy Thiện Đông Bắc Thị Xã. Tiểu đoàn địa phương 8 và Quảng Trị tổ chức phòng ngự trong thị xã Quảng Trị. Tiểu đoàn 2 về đứng ở thôn cổ thành Tây Bắc Thị Xã làm lực lượng cơ động. Các đại đội hỏa lực bố trí trong thành cổ. Sở chỉ huy trung đoàn ở Bối Khê Tây Bắc Thị Xã Quảng Trị, bộ phận chỉ huy nhẹ ở nhà tên tỉnh trường. Trung đoàn 48 chịu trách nhiệm chỉ huy các lực lượng vũ trang bảo vệ thị xã Quảng Trị. Tỉnh đội trưởng Nguyễn Mạnh Khoa cử hai tỉnh đội phó là đồng chí Kiên Toàn. Đồng chí Hòa Tiến hành hiệp đồng chiến đấu với chủ lực và ở bên cạnh sở chỉ huy trung đoàn 48 để chỉ huy đơn vị thuộc quyền. Ngày họp lại hội nghị Paris càng đến gần, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Ngô Quang Trường phải cắm được cờ trong thị xã. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7, đối phương tiến công liên tục vào trận địa của ta và tung thám báo biệt kích luồn vào thị xã. Tất cả đều bị ta tiêu diệt và đẩy lùi. Trận đánh của tiểu đoàn địa phương 8 thuộc tỉnh đội Quảng Trị ở Thạch Hãn và trận đánh của tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 48 ở Quy Thiện, Trầm Lý, ta diệt 150 địch quân. Số còn lại tháo chạy. Ngày 10 tháng 7, từ mờ sáng, bom pháo đối phương dồn dập đánh vào trận địa quân ta. Pháo binh, súng cối ta cũng bắn cấp tập vào khu vực An Thái, Đại Nải, nơi bộ binh, xe tăng đối phương tập trung làm binh lực đối phương thiệt hại nặng, buộc đối phương phải tạm dừng cuộc tiến công để sốc lại lực lượng. Suốt ngày 10 tháng 7, quân đối phương tập trung một lực lượng lớn tiến công vào hướng Đông Nam và Đông Bắc, song vẫn không sao tiến vào được thị xã. Đối phương còn bị thiệt hại nặng nề, bỏ lại 500 xác binh lính và 12 xe tăng, thiết giáp trước trận địa quân ta. 18 giờ cùng ngày, Bộ Chỉ huy Mặt trận gửi điện khen ngợi lực lượng bảo vệ thị xã Quảng Trị. Ngày 10 tháng 7 là ngày cao điểm, đối phương tập trung cố gắng chiếm thị xã Quảng Trị nhưng đã bị thất bại. Các lực lượng ở hướng đông và hướng tây quân ta đã tích cực phản công để chi viện, chia lửa với lực lượng chiến đấu bảo vệ thị xã. Hướng tây nam, trung đoàn 66 và trung đoàn 24 thuộc sư đoàn 304 phản kích ở Phú Long và Cây Lời, chặn được bước tiến của sư đoàn Dù. Hướng đông, các trung đoàn 27, 64 thuộc sư đoàn 320B, trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325, tiểu đoàn 47 khu đội Vĩnh Linh, tiểu đoàn 10 tỉnh đội Quảng Trị cùng quân dân huyện Hải Lăng đã chặn được quân đối phương ở tuyến Ngô Xá, Củ Hoan, Trà Trì, Hà Lộc, không cho sư đoàn thủy quân lục chiến tiến vào Đông Bắc thị xã. Tôi với cương vị tư lệnh cánh đông lúc đó, không bao giờ quên tấm gương chiến đấu kiên cường, chỉ huy kiên quyết và táo bạo của xã đội phó Hải Khê, Hải Lăng, Trần Thị Tâm. Chị chỉ huy du kích đánh bại một tiểu đoàn thủy quân lục chiến được pháo binh xe tăng yểm trợ ở Hải Quế, bảo vệ ngã ba trọng yếu tiến vào thị xã Quảng Trị. Đồng chí Tâm hy sinh vào phút chót. Trong cuộc tiến công này, đối phương không chiếm được thị xã. Thương vong của cả hai bên là không nhỏ. Đêm 10 tháng 7, chính ủy trung đoàn Trần Quang Tùy và thị xã phổ biến chỉ thị của tư lệnh mặt trận tiến hành giúp kinh nghiệm chiến đấu, bổ sung phương án tác chiến và quán triệt nghị quyết đảng ủy sư đoàn, quyết đánh, biết đánh, chủ động tích cực tiến công để giữ vững mục tiêu bảo vệ. Các đồng chí trung đoàn Phó Trần Minh Vân, Tham mưu trưởng Hải Như và chỉ huy các đơn vị hứa quyết tâm thực hiện khẩu hiệu 48 còn, Quảng Trị còn. Trần Minh Vân, trung đoàn Phó Trung đoàn 48, trực tiếp chỉ huy lực lượng trong thị xã còn rất trẻ, chỉ huy sông pha, táo bạo, đã nói là làm bằng được. Từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, đối phương tổ chức tiến công lần thứ hai sư đoàn dù của đối phương cho một cánh quân từ ngã ba long hưng tiến đánh quy thiện chi biêu uy hiếp phía đông thị xã một cánh quân đánh ra tích tường như lệ cắt đường tiếp tế cho thị xã từ hướng nam sư đoàn thủy quân lục chiến tiến sát sông vĩnh định cố chiếm an tiêm nại cửu bích la đông bao vây thị xã từ hướng đông đông bắc dự đoán được ý đồ của đối phương nên ta đã tích cực ngăn chặn kết hợp với phản kích đã đánh bại cuộc tiến công lần hai của đối phương ta đã đánh quỵ một lữ đoàn rủ một tiểu đoàn thủy quân lục chiến loại hai đơn vị này ra ngoài vòng chiến ý định chiếm thị xã của đối phương không thực hiện được khi sức chiến đấu của bộ đội ta giảm đi đối phương chiếm được làng chi biêu thôn cổ thành và khu vực chợ xài hình thành thế bao vây ta ba mặt có những trận đánh hiệu suất chiến đấu cao tác động cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân ta như Trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308 cùng trung đoàn 48 thuộc sư đoàn 320B chiếm lại được Long Hưng Bắc, ngã tư đường sắt. Trung đoàn 66 thuộc sư đoàn 304 chốt giữ được Phú Long, tiểu đoàn 8 thuộc tỉnh đội Quảng Trị cùng trung đoàn 48 chiếm lại nhà thờ Thạch Hãn và ngã tư đường 1. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, trung đoàn 27 và tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 64 có xe tăng và pháo binh chi viện, diệt gần hết tiểu đoàn thủy quân lục chiến đối phương bắn rơi 11 máy bay trực thăng ở khu vực An Tiêm Nại Cửu. Đại đội 5 tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 chốt giữa ngã Ba Long Hưng, cửa ngõ chủ yếu tiến vào Đông Nam Thị Xã, do Vũ Trung Thướng chỉ huy đã liên tục chiến đấu 7 ngày đêm, diệt hai đại đội và đánh thiệt hại hai đại đội khác của Lữ đoàn 2 Dù, bắn cháy, bắn hỏng 10 xe tăng, giữ vững chốt thép ngã Ba Long Hưng. Trên cánh đông, tiểu đoàn 7 trung đoàn 64 được tăng cường tiểu đoàn 66 xe tăng thiết giáp cùng quân dân địa phương đánh bại cuộc đổ bộ đường không xuống khu vực lệ xuyên của tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến ở phía linh triều lên phối hợp định chiếm cảng cửa Việt. Tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 95, tiểu đoàn 9 thuộc trung đoàn 64 đã kịp thời tham chiến, cùng với trung đoàn 48 đã kiên cường liên tục phản kích giữ vững khu vực thành cổ quản trị. Ngày 14 tháng 7, mặt trận cử đồng chí Dưỡng, Tham Mưu phó và đồng chí Bình, cục phó chính trị mặt trận thành lập bộ chỉ huy và ban cán sự thị xã. Ngay sau đó, đồng chí Dưỡng bị thương nặng, đồng chí Trịnh Hồng Thái, tham mưu trưởng sư đoàn 320B vào thay, cũng bị thương nặng. Ngày 20 tháng 7, mặt trận quyết định thành lập ban chỉ huy bảo vệ thị xã do trung đoàn trưởng trung đoàn 48 Lê Quang Thúy làm chỉ huy trưởng, chính ủy trung đoàn 95 Nguyễn Văn Thiện làm chính ủy. Các trung đoàn phó của hai trung đoàn này làm chỉ huy phó. Từ ngày 29 tháng 7 đến trung tuần tháng 8 năm 1972, sư đoàn dù của đối phương mất sức chiến đấu, phải rút ra củng cố. Sư đoàn thủy quân lục chiến vào thay áp dụng chiến thuật mới lấn rũi, sử dụng tối đa hỏa lực của không quân, hải quân, pháo binh, xe tăng, chi viện của bộ binh đánh chiếm mục tiêu. Bộ tư lệnh chiến dịch tăng cường trung đoàn 165 thuộc sư đoàn 312 cho sư đoàn 308. Trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 chuyển sang tăng cường cho lực lượng bảo vệ thị xã. Tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 64 vào thay cho tiểu đoàn 9 rút ra củng cố. Chủ trương của ta diệt cho được một tiểu đoàn đối phương, cải thiện thế phòng thủ của ta ở phía nam, trên hướng tây nam, sư đoàn 308 tấn công quân đối phương ở điểm cao 150B, khu vực tích tường, thạch hãn, nhưng kết quả hạn chế. Hướng đông, trung đoàn 101 thuộc sư đoàn 325 đánh ở nại cửu, chợ xài. Lực lượng bảo vệ thị xã giữ vững trận địa. Đặc công của K1 k năm Hải quân tập kích vào cảng Mỹ Thủy và trận địa pháo binh ở Hải Lăng, gây cho đối phương nhiều thiệt hại. Ta tăng cường lực lượng mới và một số trung đoàn, nhưng sức chiến đấu không mạnh hơn. Đối phương dốc kiệt sức ra mà vẫn không vào được thị xã, những trận phản kích của ta không đạt yêu cầu. Thị xã Quảng Trị vẫn bị đối phương uy hiếp cả ba mặt. Ngày 9 tháng 8, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Mặt trận Trị Thiên giao cho Sư đoàn 325 lãnh đạo chỉ huy chung và bảo đảm các mặt cho lực lượng chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị. Nhưng về tác chiến chiến dịch vẫn chỉ huy vượt cấp đến ban chỉ huy bảo vệ thị xã. Thường tá Lê Kích, sư đoàn trưởng 325 chỉ huy sư đoàn ở hướng Tây, sư đoàn 320B chúng tôi ở hướng Đông quyết tâm cùng nhau hiệp đồng chiến đấu bảo vệ Quảng Trị. Từ ngày 20 tháng 8 đến cuối tháng 8 năm 1972, đối phương vẫn dùng cách đánh cũ và hỏa lực của không quân, hải quân, pháo binh bắn với mật độ cao. Cường độ lớn để yểm trợ cho sư đoàn thủy quân lục chiến tiến công vào thị xã và một lữ đoàn dù mới hồi sức lẫn ra phía tây để bảo vệ sườn bên trái cho sư đoàn thủy quân lục chiến. Ta chủ trương phản kích, nhằm diệt hai đến ba tiểu đoàn, phá thế uy hiếp cả ba mặt đông, nam và tây nam. Sư đoàn 308 điều các trung đoàn 88 và 102 tiến công một tiểu đoàn thủy quân lục chiến ở ngã tư Thạch Hãn và ngã ba Long Hưng. Sau 30 phút chiến đấu, ta chiếm được trận địa. Sau một ngày bị máy bay và pháo binh của đối phương đánh phá ác liệt, ta thương vong nhiều, buộc phải bật ra ngoài. Ở khu vực tích tường, các trung đoàn 36 và 165 thuộc sư đoàn 312 chốt chặn kết hợp phản kích, đánh thiệt hại lữ đoàn rủ, giữ vững trận địa. Hướng Đông, trung đoàn 101 thuộc sư đoàn 325 chặn đánh quân đối phương ở chợ Sải. Trung đoàn 27 đánh chiếm Bích La Trung và một phần nại cửu. Sau đó đối phương phản kích, chiếm lại. Trong thị xã, tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 tập kích diệt gọn một đại đội quân đối phương ở khu vực Chi Biu. Lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến liên tục phản kích, hồng chiếm lại khu vực đã mất, bị tiểu đoàn 5 của ta chốt kết hợp phản kích đẩy lùi. Các đơn vị khác trong thị xã đều tích cực phản kích, giữ vững trận địa. Những ngày cuối tháng 8, lũ lụt rất lớn, nước các sông Thạch Hãn, Vĩnh Định nhùng quanh thị xã Quảng Trị đột ngột dâng cao, nước tràn vào thị xã, ngập hết công sự, hầm hào ảnh hưởng xấu đến đời sống và sức chiến đấu của bộ đội. Đồng chí Phan Trần Thắng, Phó Chính ủy Trung đoàn 48 báo cáo với Sư đoàn 320B về tình hình đơn vị bảo vệ thị xã rất khó khăn. Hàng trăm liệt sĩ, thương binh nằm lại, lương thực, thực phẩm còn một, hai ngày, súng đạn thiếu, quân số còn quá ít, tiểu đoàn còn dưới 50 người, đại đội còn trên dưới 10 tay súng. Đề nghị Sư đoàn giúp đỡ. Cùng ngày Chính ủy mặt trận chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn động viên. Giúp khẩn cấp cho trung đoàn 48 giải quyết chuyển thương binh ra tuyến sau, chuyển gấp số thực phẩm, súng đạn cần thiết cho chiến đấu và đời sống của bộ đội. Bộ tư lệnh sư đoàn cử đoàn cán bộ ba cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần xuống ngay kiểm tra, giải quyết tại chỗ, chỉ thị cho các đại đội vận tải, công binh, thông tin và đội phẫu thuật tiếp tục xuống ngay giúp trung đoàn 48. Chỉ tính từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 1972 trên mặt trận Quảng Trị ta đã diệt hàng vạn quân của đối phương, bắt sống gần 100 binh lính, phá hủy hàng trăm khẩu pháo, bắn cháy và phá hủy hàng trăm xe tăng và xe quân sự khác, bắn rơi và bắn cháy hơn 200 máy bay. Số thương vong của ta cũng rất lớn riêng thị xã Quảng Trị mỗi ngày đêm phải bổ sung một đại đội. Những ngày đầu tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 năm 1972, đối phương tăng cường lực lượng ra Quảng Trị hai lữ đoàn biệt động quân số 1 và 2, một thiết đoàn xe tăng, thiết giáp, một số đơn vị pháo binh, súng phun lửa. Ý đồ của đối phương tiếp tục mở cuộc tiến công mới lần thứ năm đánh chiếm thị xã Quảng Trị trước ngày 14 tháng 9 để phục vụ yêu cầu cho hội nghị ở Paris. Ta phải bổ sung một đại đội chủ trương mở đợt đòn tiến công trên toàn mặt trận, thời gian từ 5 đến 7 ngày, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực đối phương, đẩy lùi quân đối phương một bước nữa, chuẩn bị điều kiện đánh bại cuộc hành quân của đối phương. Lực lượng ta đến đầu tháng 9 có tới 5 sư đoàn bộ binh sư đoàn 304, 308, 312, 320B, 325 và các sư đoàn, trung đoàn pháo phòng không và tên lửa, pháo binh, xe tăng, thiết giáp, công binh, hóa học, thông tin, vận tải. Và một bộ phận lực lượng hải quân K1 và K5, nhiều tiểu đoàn đặc công, súng máy 12,7 ly và bộ đội địa phương. Nhưng quân số, sức chiến đấu của một số đơn vị giảm sút. Về đối phương cũng bị tổn thất lớn. Đối phương thay quân bổ sung quân số, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật nên phục hồi sức chiến đấu nhanh, tiếp tục cuộc tiến công lần thứ năm vào thị xã. Đối phương vấp phải sự chống trả kiên cường của lực lượng bảo vệ thị xã và lực lượng chủ lực quân ta ở cánh đông và cánh tây. Ta liên tục phản kích vào đội hình của đối phương. Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở thị xã Quảng Trị anh hùng vô cùng gian khổ và ác liệt. Các chiến sĩ của ta chiến đấu anh dũng, kiên cường, giành giật với đối phương từng khu vực mục tiêu, từng căn nhà bức tường, đống gạch đổ nát, góc thành, công sự hầm hào, không chịu rời trận địa chiến đấu của mình. Đêm 16 tháng 9, Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định cho các đơn vị còn lại rời thị xã, thành cổ Quảng Trị, rút về phía sau để chuẩn bị cho trận chiến đấu mới. Nguyên Thế Tường, cựu sinh viên khóa 14, khoa ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, những cựu sinh viên nhập ngũ năm ấy rất muốn được ghi danh đơn vị mình là Trung đoàn thủ đô phiên hiệu 2 hậu duệ của Trung đoàn thủ đô năm 1947. Ngày 6 tháng 9 năm 1971, có một trung đoàn được thành lập giữa lòng Hà Nội gồm toàn sinh viên nhập ngũ từ các trường đại học, tổng hợp, bách khoa, sư phạm, nông nghiệp, y khoa. Ngay sau đó đơn vị về Yên sở trình đốn đội ngũ rồi kéo lên Tân Yên Hà Bắc huấn luyện 3 tháng, bổ sung cho các binh chủng. Lại vội vã huấn luyện rồi cùng kéo vào Quảng Trị kịp tham chiến trong mùa hè đỏ lửa năm 1972 và 81 ngày đêm tại thành cổ. Người ra đi đầu không ngoảnh lại, 90% số lính trong trung đoàn thuộc lầu hai câu thơ của Nguyễn Đình Thi. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, nhưng chẳng có cậu lính nào ra đi mà không ngoảnh lại. Bộ khung huấn luyện lần đầu tiên chứng kiến một đợt tân binh nhiều khách đến thế, người nhà, bạn học, thầy cô giáo. Và cũng khổ sở vì có nhiều lính về Hà Nội chơi ôm em một tối rồi trở lên. Những đêm đi kiểm tra giờ lính ngủ trong doanh trại, các vị chỉ huy không ai dám chắc trên giường cá nhân, dưới lớp chăn là lính hay chỉ là một chiếc chăn cuộn lại. Nhưng chỉ là tút về chơi, cả 1.200 lính sinh viên của trung đoàn cho đến ngày tham chiến tuyệt nhiên không có bất cứ một người nào đào ngũ. Và, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp trước đây, riêng đại trường đại học công tổng hợp Hà Nội cho các trăm sinh viên trung đoàn khi trở về ngày chiến thắng, ngày thắng trong mùa xuân mươi nhằm ở mạng Yên Viên, hàng vạn tấn gạo bị ngâm nước. Từ nơi cứu lụt, những chiếc xe tải chở sinh viên lấm lem bùn đất tiễn bạn nhập ngũ. Trên sân trường, một khối người xếp hàng vuông vức đang nghe lệnh. Quanh họ là các sĩ quan nhận quân và thân nhân đưa tiễn. Giáo sư, hiệu trưởng Ngụy Như đang phát biểu. Bài nói của thầy chưa kết thúc thì lá cờ suý đang tung bay trên ban công tầng 2 bị gãy đổ xuống. Hàng trăm tiếng kêu ổ lên ngạc nhiên, thảng thốt, lo sợ. Nhất là các mợ, các chị nặng mê tín. Phen này lành ít, giữ nhiều, không khéo hy sinh hết mất 15 phút cho vị cán bộ hành chính mặt xanh như tàu lá lên sửa lại cờ. Anh chàng tân binh khoa toán, Thái Khắc Sơn lên đọc quyết tâm thư. Đất nước Lâm Nguy, anh không thể nằm yên trong chăn mà làm thơ, ngày ngày lên giảng đường rồi đêm đêm lên sân thượng tán tỉnh các bé sinh viên khóa dưới. Còn chúng tôi, chí ít cũng đã 19, 20 tuổi ra dáng thanh niên, có học, đã dám cầm tay bạn gái mà nói những lời có cánh. Chúng tôi tự nguyện rời giảng đường và nhận thức được rằng, đã đến lượt mình rồi đây sống chết gì cũng phải đi. Sống được mà quay về trường thì tốt, nhược bằng nằm lại góc rừng nào đó thì đành vậy, coi như đền nợ nước. 300 lính sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng đã bước lên xe quân sự. Không có đội quân nhạc hoành tráng, cũng chẳng có hành khúc nào được cử lên. Giáo sư Ngụy như con tum bắt tay một số tân binh, gạt mồ hôi trên trán hình như có cả nước mắt. Phụ huynh ào lên, ổn ào một lúc, nhiều tiếng sụt sịt cố nén, dặn dò đủ chuyện. Xe của trung đội tôi có nhiều chàng sinh viên khoa văn như Hoàng Nhuận Cầm, Phùng Huy Thịnh, Đào Anh San, Phạm Thành Hưng, Phạm Hùng Việt, Đoàn Văn Phúc, Nguyễn Trí Thành. Lại có cả những sinh viên từng được giải văn miền Bắc như Nguyễn Văn Thạc, sau này để lại cuốn nhật ký nổi tiếng. Riêng tôi và Phạm Hải Triều cùng K14 có cái niềm vui nho nhỏ, cả hai thằng đều nợ môn Nga văn cuối năm thứ hai, nhập ngũ coi như thoát, khỏi thi lại. Nếu hy sinh ở chiến trường thì thoát hẳn. Bốn năm sau, vào những ngày tháng 7 và ngày 8 tháng 9 năm 1975, người ta thấy rất nhiều người mặc áo lính, dày dạn trận mạc, lục tục đến các trường làm thủ tục nhập học. Không có cờ hoa đón chào, không có diễn văn hoan nghênh. Chúng tôi được làm thủ tục nhập trường khá nhanh, được nhận nguyên lương từ quân đội phiên sang. Dẫu rằng kinh tế bắt đầu biến động, đồng lương lọt thỏm trong nhu cầu đói kém hiện rất rõ. Chắc chắn không vì lá cờ suý bị đổ năm nào mà là sự tất yếu của chiến tranh. Nhiều người bạn học của chúng tôi cùng lên xe ngày ấy đã không về, Nguyễn Trí Thành, Nguyễn Văn Thạc, nằm xuống, Dưỡng, Tuấn, Nguyên, Dũng, Chính, Hùng, nằm đâu đó ở Quảng Trị, hay trên suốt chiều dài chiến dịch vào thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Thành Hưng bị thương thủng sọ, Đào Anh San vết đạn xuyên đùi, độ khỏeo tay, phú cụt, thế què, Hoàng Nhuận cầm đi pháo cao xạ may sao không dính đạn, có thể vì tầm vóc hắn ta hơi khiêm tốn. Phùng Huy Thịnh làm báo chiến trường, Phạm Hải Triều vừa đánh nhau vừa vẽ, từ một tay cọ nửa mùa thành họa sĩ chính hiệu con nai vàng. Hết phần 1, kính mời quý vị và các bạn đón xem tiếp phần 2.